Cũng trong ngày hôm nay 26 tháng 5, phòng cảnh sát hình sự PC02 công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt giữ 3 người Hàn Quốc sử dụng búa, xà beng để phá cửa, đập két sắt một biệt thự ở quận 7 rồi lấy đi tài sản gồm vàng, kim cương trị giá khoảng 2 tỷ đồng. Ba đối tượng gồm Wang Li Yang, 66 tuổi, Kim Chang Duk, 72 tuổi và Hi Song Yun, 48 tuổi cùng quốc tịch Hàn Quốc. Trước đó, người phụ nữ 53 tuổi ngụ tại quận 7 trình báo về việc có kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp nhiều tài sản có giá trị, gồm 200 triệu đồng, 30.000 đô, nhẫn kim cương, đồng hồ và vàng, với tổng giá trị tài sản khoảng 2 tỷ đồng. Sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ phát hiện nghi vấn nhóm 3 người Hàn Quốc nên đưa về đấu tranh làm rõ. Nhóm này khai thường tìm đến khu nhà giàu ở thành phố Hồ Chí Minh, chọn những căn nhà không có người ở nhà để đột nhập, phá cửa để trộm cắp. Sau khi lấy tài sản gồm tiền, ngoại tệ và vàng, chúng bỏ vào ba lô mang về khách sạn cất giấu chia nhau. Nhóm này cũng nhanh chóng quay về đường Lý Tự Trọng, quận Nhất, thuê phòng nghỉ chuẩn bị đào tẩu sang Hàn Quốc nhưng đã bị bắt giữ kịp thời. Liên quan tới chùm ca ngộ độc botulinum tại thành phố Hồ Chí Minh mới đây, kết quả xét nghiệm mẫu trà lụa bệnh nhân ngộ độc đã cho kết quả bất ngờ. Các mẫu giò lụa được lấy tại nhà các bệnh nhân bị ngộ độc botulinum và tại nơi sản xuất ở thành phố Thủ Đức đều cho kết quả xét nghiệm âm tính. Cụ thể, cả hai mẫu giò lụa được thu tại từ nhà các bệnh nhân và cơ sở sản xuất giò lụa chui ở phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức đều cho kết quả âm tính với độc tố botulinum. Hiện vẫn chưa xác định được vì sao, nguồn nào gây ngộ độc botulinum cho các bệnh nhân. Trước đó, ngày 13 tháng 5, ba người gồm hai anh em ruột đã ăn bánh mì chả kẹp chả lụa của người bán dạo và một người đàn ông 45 tuổi đã ăn một loại mắm để lâu ngày. Sau khi ăn xong, đến ngày 14 tháng 5, cả ba người đều có triệu chứng rối loạn tiêu hóa, mệt mỏi, đau đầu, choáng váng và tiêu chảy. Các bệnh nhân tiến triển nặng, dẫn đến việc yếu cơ, khó nuốt và được chẩn đoán là ngộ độc botulinum. Cũng trong khoảng 9 giờ ngày 13 tháng 5, gia đình 4 người ngụ tại thành phố Thủ Đức đã mua chả lụa từ người bán dạo để ăn bánh mì. Và đến ngày 14 tháng 5, cả ba anh em được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu trong tình trạng mệt lả và được chẩn đoán là bị ngộ độc botulinum. Dù mới chớm hè nhưng mà tình trạng thiếu nước sạch đã xảy ra tại thủ đô Hà Nội. Điều đáng nói là tình trạng này đã kéo dài cả tháng này khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Phản ánh tại huyện Hoài Đức. Đối với những gia đình không có nguồn dự trữ thì họ đã phải mua nước từ xe bồn với giá là 300.000 một mét khối. Còn những gia đình mà vẫn còn nước giếng khoan thì họ đã phải xây dựng những bể lọc như thế này và qua 3 lớp lọc để sử dụng lại nguồn nước giếng khoan mà đã bỏ từ nhiều năm nay. Tình trạng mất nước kéo dài cả tháng này khiến người dân một số địa bàn của huyện Hoài Đức phải ra ao tắm, mua nước sạch về ăn và khoan giếng tìm nước ngầm. Khi mất nước là gia đình bị xáo trộn về cái vấn đề sinh hoạt nước nôi hoặc là những cái về vấn đề nấu nướng thì cũng là cái chất lượng của nó là cũng không được đảm bảo cho nó lắm. Còn gia đình ông Hồng, do nhà ông có bể dự trữ hơn 10 khối nên vẫn có nước sạch dùng, trong khi hàng xóm xung quanh quay cuồng vì thiếu nước mấy tuần vừa qua. Tuy nhiên, nước dự trữ cũng hết. Hơn một tuần nay, nhà ông Hồng phải mua thùng nhựa to và cắt để lọc nước giếng khoan dùng cho sinh hoạt. Ngày trước thì có nước sạch, chúng tôi vẫn dự trữ. Trên mái nhà của tôi 3 khối, tổng dự trữ của tôi là hơn chục khối. Đấy, có nghĩa là dự trữ đã được khoảng nửa tháng sinh hoạt, đấy, mà cũng đã hết. Nước sạch không còn giọt. Chia sẻ với phóng viên VTC, lãnh đạo công ty cổ phần nước sạch Tây Hà Nội, đơn vị cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện Hoài Đức cho biết, nguyên nhân dẫn đến một số xã tại huyện Hoài Đức bị mất nước là do nguồn nước chính từ nhà máy nước mặt sông Đà không đủ cung cấp cho công ty để phân phối cho người dân. Khoảng 7.000 hộ dân bị ảnh hưởng do thiếu nước sạch. Vào những ngày nắng nóng, công ty cần 28.000 mét khối nước một ngày đêm để đáp ứng đủ nhu cầu của người dùng, nhưng chỉ nhận được có 22.000 mét khối một ngày đêm. Với việc điều tiết ưu tiên tăng áp của công ty nước mặt sông Đà, từ hôm qua, nhiều hộ dân đã có nước trở lại. Khu vực cuối nguồn sẽ có nước sau 1 đến 2 ngày. Hiện đơn vị này đang tiến hành nhiều giải pháp trước mắt như đẩy nhanh tiến độ xây dựng trạm bơm tăng áp Sơn Đồng. Tuy nhiên, cần có các giải pháp lâu dài để bổ sung về nguồn cấp. Như về lâu dài thì công ty cần phải xử lý được cái căn nguyên của vấn đề, đó là việc thiếu nguồn trên cho khu phía Tây này. Hiện nay nếu mà công ty hiện nay cũng có cái đường ống lấy nước từ nhà máy sông Hồng, hiện nay là sông Hồng chưa thể cấp nước. Nên là cái đấy là một trong những thực trạng rất khó gây ra cái khó khăn hiện nay cho cái khu vực cấp nước của công ty.
nước trời yếu. Nhiều gia đình dùng máy bơm hút nước nhưng do nước không có nên xảy ra tình trạng cháy máy bơm hàng loạt. Những ngày này, công việc sửa máy bơm cháy của anh Cường bỗng đắt hàng đột xuất. Chỉ trong mấy ngày đã có khoảng chục chiếc máy bơm phải sửa. Có máy hôm nay nhiều, mất nước thì nhiều, bình thường đã bỏ hết giếng. Bình thường bỏ hết giếng, còn giờ mà hôm nay là mất nước thì người ta phải điên em đi sửa. Hàng ngàn hộ dân không có nước sạch, doanh nghiệp túc trực cả ngày và đêm để mang từng giọt nước sạch tới người dân. Nhưng nguồn cấp không đủ. Điều này đang dự báo những ngày hè tới đây sẽ tiếp tục có hàng ngàn người dân, thậm chí là cả triệu người dân thủ đô sẽ khát nước sạch. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch phối hợp triển khai các giải pháp xử lý 24 điểm nguy cơ ùn tắc giao thông tại thành phố trong năm 2023. Cụ thể trong năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu xóa được ít nhất một điểm là khu vực Cầu Sáng ở trên đường Trần Văn Dầu, huyện Bình Chánh. Ngoài vị trí này, thành phố hiện còn 23 điểm đen ùn tắc khác, trong đó nhiều nơi đã không chuyển biến suốt nhiều năm như đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, đường Nguyễn Tất Thành, quận Tư, đường Nguyễn Thị Định, thành phố Thủ Đức. Ngoài ra, các điểm ùn tắc mới phát sinh như ngã tư Hàng Xanh, nút giao Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh. Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ tập trung thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm. Song song với đó, tập trung liên tục giám sát, điều tiết giao thông phù hợp, tăng cường việc kiểm tra xử lý vi phạm trên đường. Thành phố hiện đang ứng dụng công nghệ trong quản lý để sớm giải quyết các tình huống mới phát sinh, khắc phục các bất cập về cơ sở hạ tầng. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, công an các địa phương đã mở nhiều đợt cao điểm để xử lý các trường hợp vi phạm giao thông. Thực tế cho thấy các lỗi phổ biến là vi phạm tốc độ, sử dụng rượu bia, nhưng vẫn lái xe. Và điều đáng nói là nhiều trường hợp thiếu hợp tác, chống đối, thậm chí là bỏ đi, gây ra nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình xử lý. Phản ánh tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vi phạm về tốc độ là một trong những kiểu vi phạm phổ biến nhất ở thành phố Vũng Tàu, nhất là khi địa phương có rất nhiều tuyến đường rộng, đẹp, khang trang, nên nhiều người điều khiển phương tiện ít để ý đến biển báo tốc độ mà chủ yếu chạy theo cảm tính cá nhân. Kiểm tra trên tuyến đường mùng 2 tháng 9, lực lượng chức năng phát hiện trường hợp này chạy tốc độ 57 km/h, trong khi tốc độ cho phép chỉ là 50 km/h. 57 là nhẹ nhất, ý là mức độ từ 5 đến 10, anh hiểu không? Thì 57 thì cũng có thể, nếu mà nhẹ nhất thì cũng có thể nhắc nhở một cái. Không có nhắc nhở nha, vi phạm đúng mức độ luôn. Ý là anh chạy, anh không có để ý mấy cái biển kiểm soát hả? Thì gặp như anh đi, anh có để ý không? Cũng phổ biến không kém là vi phạm không đội mũ bảo hiểm. Hầu hết người vi phạm đều viện dẫn lý do đi quãng đường gần nên không đội mũ bảo hiểm. Máu trong xe thì không đổi. Dạ tại vì em đi có một tí, em không đợi, em xin lỗi. Qua tuần tra, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trên tuyến đường 30 tháng 4, khu vực cầu Rạch Bà, người điều khiển xe máy này thừa nhận đã uống nhiều bia rượu, nhưng nhất quyết không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng, cũng không cung cấp thông tin. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính với nội dung không chấp hành yêu cầu kiểm tra, qua đó áp dụng mức phạt cao nhất về nồng độ cồn đối với xe máy là 7 triệu đồng. Anh thổi đi ha. Đó là cái quyền lợi của anh thôi. Anh không có thổi đâu, mày đứng mới làm thế. Anh là biên bản, anh giữ xe đi, tôi nói gì đâu. Tôi giải thích cho anh nghe một lần này ha. Anh không hợp tác làm việc để đo cái định tính của anh là mức độ bao nhiêu. Thì chúng tôi sẽ lập cái mức cao nhất. Anh uống rất nhiều rồi, nói thẳng với anh là kịch vụ. Anh không thổi. Tình trạng vi phạm luật giao thông ngày càng diễn ra phổ biến và nghiêm trọng hơn. Để giảm thiểu, tiến tới thay đổi ý thức của người dân, từ nay đến ngày 20 tháng 7, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tăng cường phối hợp với công an các địa phương thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.